đâu mà người Angola vào xem. Còn 10 suất nữa, 10 suất nữa nhá. Ông im lặng giấy sau là bán. Và bây giờ già mà bán hàng xem nào. Lôi cũng đã biết đọc đâu mà có đọc comment. Thế là bây giờ Lôi phải học để Lôi biết đọc. Bố Lôi bán hàng, Lôi dịch lại. Lôi đọc comment xong rồi Lôi dịch lại cho bố. À. Ồ, kiếm được tiền đấy. Không kiếm được đâu. Không kiếm được đâu. Đừng im là bán được. Thử bán xem nào, thử bán cái áo này xem nào. Thử bán đi, bán cái áo này đi. Bán cái áo này đi. Bán ăn con là. Ok. Camisola chapepa muito boa. Tem um bom tecido, rijo. Camisola para muito tempo. Boa mesmo. Lôi dịch Lôi ơi. Lôi dịch kìa. Rồi nói đi. Camisola. Tem, você já não sabe. Tem bom tecido, rijo. Ah, com não. Nó rasga tôn, nó rasga rápido. Nó không rách gì cả. À, nó không rách á? Dạ. Nó còn lắm, nó không rách như thế nào. Lôi thử rách xem nha. Ê, thử, Lôi vào đây và thử này. Lôi vào đi, Lôi dịch lại đi. Không rách. Không rách đâu. Rồi, nói vải. À, vải tốt, chất lượng vải tốt. Ok. Đúng rồi. Rồi, bây giờ nói tiếp đi. À, bây giờ là mà. Còn 10 suất nữa thôi mọi người, 10 suất bây giờ là 284k nữa nha. Eu gosto muito dessa camisola, chapepa, muito boa, não estica, estica. Lôi dịch đi. Muito boa. Lôi dịch đi. Lôi bảo đi ăn nghe à? Không nghe luôn. Dịch đi. Không nghe. À. Ông ấy quên tiếng Angola rồi à? Lôi bây giờ nói lại đi, nói lại đi. Vào, mang tí Lôi nói lại đi. Nói lại đi. Ủa? Còn 10 suất nữa lên lăn nách xong rồi hết nha. Lăn nách nữa là xong. Ô, đi vào rồi. À, chị Lê phải né ra. Ok, rồi, nói đi, bán đi. Bây giờ đứng đây bán nha. Còn 10 cái nữa thôi. Còn 10 cái áo này nữa thôi. 10 áo với giá 284k nữa thôi. Rồi, ông bán đi. Ông đừng bán đi. Để tôi đi vào đây. Ok, ok. Chào chua. Hello, Matilde. Ok. Xin chào. Meu Deus. Dep. Ok, hello. Mọi người bố lời nói với mọi người. Có hiểu không? Xin chào, ok. Hola. Hola, Mati Loi. Xin chào. Mati Loi đẹp. Ok, come on. Nói gì đi? À, tôi sẽ lại to. Ok, cảm ơn à. Nãy giờ nói gì ấy mọi người? Hello, Mắt Lôi. Đúng rồi, hello, Mắt Lôi. Hello đi. Hello đi.
I love you. Bonito, má chỉ lôi bonito. Ok. Ở đâu, ở đâu? Cảm ơn, cảm ơn. Ở đâu, có ai đã, có ai ghi như thế đâu? Angola. Ông từ khen ông đẹp mọi người ạ. I can be bonito. So. Lăn lách mấy ông còn đi rồi, thả lăn lách ở trong phòng có. Hello. Ok. Việt Nam đẹp, làm đẹp. Bonito. Ok, come on. Thì bảo ông bán áo mà ông khen Việt Nam đẹp là sao? À, ok. Đúng lên đi. Hello con làm. Ok. Đúng lên đi ông ơi. Thôi ông ông à, Lấy xoài lấy mần mà ăn đi. Nhưng mà được. Được. Sau từ về Angola xong rồi từ like á. Bật nick TikTok lên rồi like. Nào. Thử bây giờ thử lấy nick TikTok thử like xem có ai xem không. Thử thêm. Yeah. Công việc ấy. Đọc được comment luôn. Ông này thực ra là ông này cũng giỏi ấy mà.